Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mới đến từ nhà sản xuất Autonic. Sản phẩm với mã LE7M-2D. Thiết bị này là bộ định thời hay còn gọi là timer. Điện áp hoạt động đỉnh mức là 100-240 VAC. Tần số hoạt động là 50-60Hz. Được sản xuất từ Hàn Quốc và có ký in các tiêu chuẩn trên vỏ hộp. Bây giờ chúng ta tiến hành mở hộp sản phẩm. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng chung cho các thiết bị timer thuộc series LE7M-2 của hãng. Và đây là sản phẩm chính, bộ timer LE7M-2D. Trong hộp còn đi kèm một bộ ngàm cố định thiết bị lên các thanh trượt hoặc là thanh cố định trong tủ điện. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Mặt trước sản phẩm bao gồm một LCD hiển thị thông tin. Cạnh trên được in các ngày trong tuần, cạnh dưới in tên hãng và mã sản phẩm. Sản phẩm có một nắp đậy giúp bảo vệ các phím khi sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Bên trong có 3 phím điều hướng và 3 phím chức năng cùng 2 công tắc điều chỉnh chế độ ở hai ngõ ra. Thiết bị bao gồm 10 chân kết nối được bố trí 5 chân phía trên và 5 chân phía dưới được đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Trên thân sản phẩm có in sẵn sơ đồ đấu dây giúp mọi người có thể dễ dàng xác định được chức năng của từng chân. Chúng ta cấp nguồn 100-240 VAC tại chân 4 và 5. Sản phẩm có hai ngõ ra relay với một tiếp điểm thường đóng và hở cho mỗi ngõ ra. Điện áp hỗ trợ tại mỗi ngõ ra relay là 15A và 250V. Trong video này mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu và thiết lập một số tính năng như theo tuần, theo năm, ngõ ra vòng lập xung hoặc là điều khiển on-off kết hợp với một số phụ kiện tạo thành một mạch mô phỏng hoạt động hoàn chỉnh. Để mô phỏng một hệ thống hoàn chỉnh, ở đây mình sử dụng những phụ kiện như sau. Thứ nhất, MCB của nhà MS Electric với mã là BKG63N với các thông số như hai cực, dòng định mức 16A, dòng các ngăn mạch 6KA, để hoạt động 230-400 VAC, tần số hoạt động 50-60Hz, dòng điện chịu được khi ngăn mạch là 6KA, đặt chuẩn IEC EN608981. Một Domino của nhà Hanjong 4 cực chịu dòng 20A và 250V, điện áp tối đa là 600V. Một nút nhấn nhả có đèn một thường đóng, một thường hở của nhà Hanjong và hai đèn của nhà Hanjong. Một đèn CRB25AR màu đỏ và một CRB25AG là màu xanh lá. Cả hai đều hoạt động ở điện áp định mức 100-240 VAC. Đây là toàn bộ các thành phần có trong hệ thống mô phỏng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành với phần đấu nối. Sơ đồ đấu dây thì mình sẽ để ở góc bên phải màn hình để cho mọi người dễ dàng theo dõi. Chúng ta tiến hành cấp nguồn cho hệ thống. Và đây chính là giao diện khi chúng ta khởi động hệ thống lên. Màn hình hiển thị một dấu gạch nhỏ đánh dấu ngày hiện tại trong tuần. Ở đây hiện tại đang là thứ hai. Kiểm tra giờ thì mình thấy giờ đang không trùng khớp với hiện tại đang là 9 giờ 20 phút sáng ngày 28 tháng 6 năm 2024. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt lại ngày giờ cho bộ timer. Mọi người ấn giữ đồng thời hai nút mode và set trong vòng 3 giây. Khi màn hình hiển thị đồng hồ nhấp nháy cùng mã T.AG là mọi người đã vào được chế độ chỉnh sửa ngày giờ, ấn set một lần. Lúc này màn hình hiển thị các thông số như ngày, tháng, năm. Mọi người sử dụng nút mũi tên qua phải để lựa chọn thông số cần điều chỉnh. Mũi tên lên xuống để điều chỉnh giá trị mong muốn. Điều chỉnh xong, mọi người ấn set một lần để chuyển sang chế độ cài đặt giờ. Điều chỉnh thông số giống với điều chỉnh ngày. Sau khi điều chỉnh xong, mọi người ấn set một lần để lưu và đè mode 3 giây để về lại màn hình chính. Ta có thể thấy lúc này ngày giờ đã được điều chỉnh đúng với ngày giờ hiện tại. Ấn giữ nút sang phải để kiểm tra ngày tháng năm, ta thấy ngày tháng năm đã chính xác. Trong bảng điều khiển, chúng ta có các công tắc để điều chỉnh các chế độ ngõ ra như là tắt, luôn bật hoặc là auto. Auto sẽ chạy theo cài đặt của chương trình. Khi mình gạt ngõ ra thứ nhất lên on thì màn hình báo
ngõ ra thứ nhất đang được kích hoạt và đèn kết nối với ngõ ra thứ nhất đang sáng. Tương tự với ngõ ra số 2 thì đèn đỏ cũng đang sáng, và khi mình gạt cả hai về off thì lúc này tất cả các tín hiệu điện, các tín hiệu điều khiển đều sẽ được nhắc. Chỉ khi chúng ta gạt lại chế độ auto thì lúc này ngõ ra 1, 2 sẽ được điều khiển bởi chương trình mà chúng ta cài đặt. Chúng ta tiến hành với cài đặt theo tuần. Theo tuần thì chúng ta sẽ có 64 bước. Và khi mọi người đè mod 3 giây, chúng ta sẽ truy cập vào được menu này. Và khi mọi người thấy đang nhấp nháy program 1, có nghĩa là đang cài đặt chương trình cho ngõ 1. Và chúng ta đang nhìn thấy, chúng ta ấn set một lần. Lúc này nhìn bên phải chúng ta sẽ thấy biểu tượng on off đang nhấp nháy, có nghĩa là ngõ ra thứ nhất đang được thiết lập chương trình với điều khiển ngõ ra là chế độ bật tắt. Chúng ta ấn set một lần nữa để cài đặt ngày mà mọi người muốn. Hệ thống sẽ tự động hoạt động. Chúng ta lựa chọn ngày lặp lại bằng cách nhấn phím qua phải và nhấn phím mũi tên đi xuống để chọn ngày. Và sau khi chọn ngày xong, chúng ta sẽ ấn set để qua bước cài đặt giờ mở của hệ thống. Thì ở đây mọi người cài đặt giờ để hệ thống tự động bật, hệ thống tự động chạy bằng cách nhấn nút qua phải để điều chỉnh các thông số và nhấn nút lên xuống để điều chỉnh thời gian, giống như cách mọi người điều chỉnh ngày giờ ở đầu video. Điều chỉnh xong, mọi người ấn nút set, chúng ta sẽ chuyển đến mục điều chỉnh giờ cho hệ thống tự động tắt. Cách điều chỉnh ngày giờ thì cũng giống như điều chỉnh ngày giờ ở đầu video. Sau khi điều chỉnh xong, mọi người ấn set một lần và đè mode 3 giây để chúng ta về lại màn hình chính. Sau khi về màn hình chính, lúc này chúng ta thấy ở dưới đã có biểu tượng B1, nghĩa là đã có chương trình ở ngõ ra thứ nhất được cài đặt. Và ở trên màn hình hiển thị là thứ 6 là hôm nay. Hôm nay là có một lịch khởi động sắp tới vào lúc 9 giờ 27 phút thì đèn ngõ ra thứ nhất sẽ sáng lên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đợi. Và khi hệ thống đạt khi đến đúng 9 giờ 27 phút thì đèn ngõ 1 sẽ được sáng lên. Và khi mình gạt về off thì đèn 1 đã tắt, chứng tỏ là tất cả các tín hiệu về ngõ ra thứ nhất đã được ngắt. Khi gạt về auto, ra thứ nhất sẽ được điều khiển bởi chương trình của chúng ta cài đặt. Và khi đạt 9 giờ 28 phút, thống sẽ ngắt ngõ ra thứ nhất và báo tiếp tục là ngày mai thứ bảy sẽ có một cái lệnh giống như vậy, bật đèn vào lúc 9 giờ 27 sáng và tắt vào lúc 9 giờ 28 sáng. Và sau đây chính là chúng ta đến với thiết lập cho ngõ ra thứ hai. Thì thiết lập cho ngõ ra thứ hai mọi người thiết lập cũng giống như ngõ ra thứ nhất. Sau khi thiết lập xong, bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi. Vì lúc nãy là mình đã chỉnh là 9:33 thì đèn ngõ ra thứ hai sẽ được kích sáng lên. Thì đây trên mặt hiển thị là đang hiển thị số 2, chứng tỏ là ngõ ra số 2 đang được kích hoạt. Và khi đến 9:34 thì ngõ ra thứ hai đã được tắt hoàn toàn. Và cái vòng lặp của chu kỳ bật tắt hàng ngày sẽ được thực hiện theo cái ngày mà chúng ta đã cài đặt của từng cổng. Và chúng ta vừa hoàn thành quá trình cài đặt cho ngõ ra điều khiển on up. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta có thể thay đổi cái chế độ điều khiển này. Nhưng trước hết là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta xóa cái chương trình có sẵn bằng cách mọi người đè vào nút check khoảng 3 giây khi chúng ta thấy program 1 đang nhấp nháy như thế này, là chúng ta bắt đầu nhấn giữ nút set khoảng 3 giây sẽ hiện ra menu có chữ edit.
chúng ta lựa chọn phím mũi tên xuống hoặc đi lên để lựa chọn Clear. Ấn Set một lần để xác nhận và ấn giữ 3 giây để tiến hành xóa chương trình đã được cài đặt. Mình vừa xóa trong chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai vẫn còn. Chúng ta tiến hành xóa tiếp chương trình thứ hai. Và đây là sau khi chúng ta đã xóa xong, màn hình chỉ còn hiển thị giờ là mọi người đã tiến hành xóa thành công. Bắt đầu, chúng ta đè mode khoảng 3 giây truy cập vào menu setup giống như on off. Chúng ta ấn set một lần thấy on off đang nhấp nháy và chúng ta sử dụng mũi tên lên xuống để chọn. Ở đây mình thiết lập chương trình cho lõi ra thứ nhất sẽ là cycle. Ấn set để chọn. Sau đó chúng ta chọn ngày để hệ thống tự hoạt động và cài đặt ngày giờ bật tắt như các bước ở đoạn trước. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn thời gian để đèn bật. Lưu ý mọi người, đây là giờ và phút, chúng ta sẽ không có giây. Và ở đây mình sẽ cho đèn sáng 1 phút và ấn set để lựa thời gian tắt. Ở đây mình sẽ cho đèn tắt trong vòng 1 phút. Xong chúng ta ấn set và giữ mode 3 giây để về màn hình chính. Nên mọi người lại thấy là mình đã có một cái hàng chờ là 9:40 sẽ thực hiện ở ngõ ra thứ nhất. Giờ chúng ta cùng chờ đợi. Đúng 9:40, ngõ ra thứ nhất đang được kích sáng và đèn sẽ sáng trong vòng 1 phút. Và 1 phút sau đó sẽ tắt và 1 phút sau đó lại sáng tiếp. 9:41 đèn đã tắt, 9:42 đèn lại sáng, 9:43 đèn tắt và chúng ta kết thúc quá trình. Và lần thực hiện kế tiếp sẽ là vào ngày thứ bảy lúc 9:40. Chúng ta tiến hành cài đặt chế độ chương trình cho ngõ ra thứ hai, đè mode 3 giây vào truy cập vào menu. Chúng ta ấn mode một lần nữa để chọn chương trình cho ngõ ra thứ hai và ấn set để lựa chọn chế độ ngõ ra và tiến hành cài đặt giống như chúng ta cài đặt ở chương trình thứ nhất, nhưng mà khác là chúng ta sẽ chọn xung thay vì là vòng lặp. Cài đặt thời gian đèn sẽ sáng. Bên đây mình cho đèn sáng 30 giây. Cài đặt xong ta ấn set và giữ mode trong 3 giây để trở lại màn hình chính. Và chúng ta sẽ chờ đợi. Đúng 9:45 theo thời gian đã cài đặt, đèn ở ngõ 2 đã sáng lên và đèn sẽ sáng trong vòng 30 giây. Chính 45 phút 30 giây đèn sẽ tắt. Vậy là hết một lần chạy và chương trình sẽ tiếp tục thực hiện đúng như vậy vào các ngày còn lại. Mà theo như chúng ta cài đặt. Và bây giờ sẽ là quá trình cài đặt theo năm. Chúng ta cài đặt theo năm, chúng ta đè mode hiển thị đang nhấp nháy như đây, nhấn mode đến khi nào mà hiển thị year. Đây cài đặt theo tuần thì nó sẽ là 64 và cài đặt theo năm sẽ là có 32 bước. Nếu là chọn mode, đây chúng ta chương trình sẽ cho chúng ta lựa chọn là ngày tháng năm để hệ thống khởi động. Ở đây mình sẽ chọn là ngày 1 tháng 7 năm 2024 và ngày dừng ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và các bước setup còn lại sẽ giống như các bước mà mình và các bạn đã làm ở phần trước với setup tuần. Vì video có hạn cho nên là mình chỉ hướng dẫn một vài bước cơ bản và tất cả các bước còn lại sẽ đều nằm ở trong cái cuốn manual. Mọi người có thể tham khảo thêm ở trong cuốn manual để biết rõ thêm về cái chế độ theo năm. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta có thể chỉnh sửa được một cái chương trình đã cài đặt trước đó. Thì mọi người đè vào những giữ nút check khoảng 3 giây sẽ hiển thị lên là chương trình ngõ ra 01. Ngày thực hiện sẽ là ngày thứ 6 và thứ 7. Hệ thống khởi động vào lúc 9:40 sáng và chế độ là chế độ cycle. Và bây giờ đang là khoảng 9:53. Thì bây giờ mình sẽ sửa cái thời gian khởi động lại.
là một thời gian khác chúng ta đè nút set. Chúng ta tiến hành đè nút set khoảng 3 giây. Đây, màn hình hiển thị Edit, chúng ta ấn nút set một lần. Bắt đầu là chúng ta sẽ tiến hành các bước giống như là các bước chúng ta cài đặt chương trình theo tuần. Chúng ta cài đặt ngày và chúng ta cài đặt giờ và ngày lặp lại. Sau khi cài đặt xong, chúng ta đè mode để về màn hình chính. Và lúc này thì màn hình chính sẽ hiển thị là chương trình số 1 vào ngày thứ 6, chế độ nó ra là cycle, thì sẽ được khởi động vào lúc 9:55. Đúng 9:55, đèn ngõ 1 sẽ được kích sáng lên. Và 9:56 thì đèn sẽ được tắt. Dòng Siri Timer này của Autonic còn hỗ trợ ngõ vào là một nút nhấn. Thì chúng ta có thể cài đặt sử dụng nút nhấn bằng cách nhấn chữ Mode và Set trong vòng 3 giây để truy cập vào menu. Chúng ta ấn Mode tiếp tục để tới cài đặt cần thiết. Đó, tại đây chúng ta sẽ thấy nó hiện, thấy màn hình hiển thị đang là total, là có nghĩa là hiển thị tất cả những cái thông số, và chúng ta ấn set để chúng ta thay đổi giá trị này. Và chế độ synchronize nghĩa là chế độ đồng bộ, chúng ta sẽ lựa chọn chế độ synchronize, nhấn set một lần và nhấn đè nút mode để trở lại màn hình chính. Và ở đây chúng ta thấy là khi cái dây đang tăng lên, chỉ cần chúng ta tác động vào nút bấm, ngay lập tức số dây sẽ được trả về không. Vậy là hôm nay mình cùng với tất cả mọi người đã tìm hiểu và lắp đặt mô phỏng cách hoạt động của bộ định thời nhà Autonic với mã LE7M-2D. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp với hệ thống mong muốn của mình.